Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin bị Hun Manet dội gáo nước lạnh. Vào ngày 14 tháng 12, trên trang Facebook có tích xanh được cho là của cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen có đăng dòng trạng thái với nội dung như sau. Tuyên bố của người phát ngôn chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không cho phép Vingroup Việt Nam vận hành công ty taxi điện tại Campuchia. Hình ảnh trang Facebook của cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen đưa tin. Đi kèm theo với status này là một văn bản được ghi bằng tiếng Campuchia có nội dung như sau. Tuyên bố của người phát ngôn chính phủ Hoàng gia Campuchia thứ tư ngày 13 tháng 12 năm 2023. Một số cơ quan truyền thông đưa tin tập đoàn Vingroup của Việt Nam dự kiến sẽ ra mắt 2.500 taxi điện tại Phnom Penh và một số thành phố khác. Thông tin này đã thu hút được sự chú ý của một số người trên mạng xã hội và được chia sẻ khiến cho một số người hiểu lầm rằng công ty này sẽ mở doanh nghiệp tại Campuchia. Người phát ngôn Hoàng gia Campuchia muốn thông báo với công chúng rằng trong cuộc gặp với Samtech chiều ngày 12 tháng 12 tại Hà Nội, Chủ tịch tập đoàn Vingroup thực sự đưa ra yêu cầu và bày tỏ mong muốn được đầu tư mở một hãng taxi. Tuy nhiên, Samtech, Thủ tướng Vương quốc Campuchia đã không cấp phép theo yêu cầu của công ty. Đây là hình ảnh văn bản thông báo được ghi rõ. Như vậy thì đã rõ, ý định đưa taxi xanh sang Campuchia của ông Phạm Nhật Vượng đã bị ông Thủ tướng trẻ Hun Manet chặn đứng. Không biết vì sao Thủ tướng Campuchia lại từ chối một công ty nước ngoài đầu tư vào đất nước của ông. Tuy nhiên, qua đây cũng cho thấy, con đường tiêu thụ ô tô ế của chính ông Phạm Nhật Vượng đang gặp lực cản không hề nhỏ, dù là chỉ mở một phạm vi hoạt động trong khu vực Đông Nam Á. Hiện nay, lượng taxi xanh của ông Vượng đang nằm bãi rất lớn. Nếu không tìm cách mở rộng thị trường taxi điện thì rất khó có thể tiêu thụ hết lượng hàng mà công ty này sản xuất ra. Tại thị trường Việt Nam có vẻ như sự háo hức ban đầu của người Việt Nam không còn nữa, bởi vì dù có yêu nước đến đâu thì chất lượng sản phẩm mới là yếu tố quyết định. Không ai lại bỏ ra số tiền bằng cả gia tài để mua về một sản phẩm bị lỗi, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho người mua, cho người lưu hành bao gồm bản thân họ và gia đình. Điều này khiến cho việc mở rộng thị trường ngay tại Việt Nam đã khó, thì nói gì đến thị trường ở nước ngoài. Có vẻ như sáng kiến lập công ty taxi để tiêu thụ xe của chính mình chỉ là giải pháp tạm bợ cho bài toán ế xe của VinFast. Với lượng taxi xanh nằm bãi thì quá lớn, ông Vượng khó mà tiêu thụ hết những sản phẩm mà ông sản xuất ra. Tình hình tiêu thụ xe VinFast ở thị trường Bắc Mỹ cũng không khả quan. Vào ngày 16 tháng 8, khi trả lời phỏng vấn trên VTV, giám đốc điều hành của VinFast bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết toàn bộ số xe điện đem sang thị trường Canada đã được bán hết, không còn một chiếc nào. Khách hàng còn đang thúc giục VinFast cung cấp thêm. Số xe VinFast mang sang Canada là 781 chiếc VinFast 8. Tuy nhiên, trên trang web của chính phủ Canada, số xe VinFast cả bán lẫn cho thuê từ đầu năm đến cuối tháng 10 năm 2023 là 2 tháng rưỡi sau khi giám đốc điều hành Thủy trả lời phỏng vấn, tổng cộng chỉ có 416 chiếc mà hầu hết là cho thuê. VinFast cũng loan báo rằng 9 tháng đầu năm họ bán được 21.342 xe trên thị trường Bắc Mỹ, trừ đi số xe bán ở Canada. Như vậy, VinFast bán được 20.561 xe điện trên thị trường của Mỹ. Nhưng vào cuối tháng 11 năm 2023, thông báo của chính phủ ở nước này đã thống kê số chi tiết xe VinFast đã bán ra ở từng địa hạt. Bản thống kê chi tiết cho thấy đến hết tháng 10 năm 2023, VinFast vừa bán vừa cho thuê được vỏn vẹn có 220 chiếc xe trên thị trường Hoa Kỳ. Những chiếc taxi tìm đường sang Campuchia nhưng cũng không được. Như vậy, VinFast đang gặp khó trên thị trường Bắc Mỹ, cộng với việc huy động vốn trên thị trường Nasdaq không như mong đợi. Còn thị trường trong nước, VinFast cũng đang rơi vào bế tắc, cả lượng xe bán ra lẫn xe taxi. Ngoài ra, bất động sản Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn đóng băng kéo dài. Vin đang gặp lực cản ở hầu hết các ngành mà họ đầu tư. Hiện nay, Vingroup chỉ còn cách cầm cự đợi thời. Nhưng liệu Vin sẽ cầm cự được bao lâu đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vượng bị Hun Manet dội gáo nước lạnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa,
Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tóm Lê Đức Thọ, một hạt giống đỏ ăn ngàn tỷ. Vào ngày 14 tháng 12, ông Tô Ân Sô, trung tướng, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ. Hàng loạt tờ báo đồng loạt đưa tin này, ông Thọ bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để mà trục lợi. Thông tin ông Lê Đức Thọ bị bắt giam. Việc Bộ Công an bắt ông Lê Đức Thọ là kết quả tất yếu khi mà ngày 17 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tuyên bố rằng ông Lê Đức Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch, tài sản, thu nhập. Ông Lê Đức Thọ là một trong những hạt giống đỏ. Ông này chính là con của ông Lê Học Thức, từng là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh Vĩnh Phú, gồm có Vĩnh Phúc và Phú Thọ trước đây, là con của một quan chức. Lê Đức Thọ lại kết hôn với một con của quan chức khác. Vợ Lê Đức Thọ là bà Trần Thị Minh Vĩ, con gái ông Trần Văn Nho, cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, cựu phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay bà Vĩ là phó giám đốc kho bạc nhà nước quận Thanh Xuân, Hà Nội. Dựa vào thế và lực nhà vợ, Lê Đức Thọ nhanh chóng tiến thân trong cả ngành ngân hàng lẫn guồng máy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, Lê Đức Thọ còn dựa vào nhóm lợi ích Phú Thọ để mà cất cánh. Chính Nguyễn Văn Bình, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Thống đốc Ngân hàng của Nhà nước Việt Nam đã từng nâng đỡ cho Thọ và nhờ đó mà Thọ lên như diều gặp gió. Được biết, trước khi rời khỏi chính trường, Nguyễn Văn Bình đã giới thiệu được cho Lê Đức Thọ vào chân Trung ương Đảng khóa 73 và được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Nhiều nguồn tin cho biết cựu Bí thư tỉnh Bến Tre có khối tài sản khổng lồ với con số đến cả ngàn tỷ đồng sau nhiều năm nắm giữ các vị trí chủ chốt trong hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, đôi vợ chồng này còn sở hữu nhiều biệt thự sang trọng ở các tỉnh thành cùng nhiều bất động sản giá trị và cổ phần trong hệ thống ngân hàng thương mại. Lê Đức Thọ được cho là quan chức có khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng. Hiện nay, bộ máy chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đầy rẫy những hạt giống đỏ. Còn vua thì lại làm vua. Tất cả những hạt giống đỏ đi lên nhờ quan hệ của gia đình với chính quyền. Đặc biệt là hiện tượng nhóm lợi ích địa phương bao che, nâng đỡ người cùng địa phương để cùng tiến ra trung ương. Những người nhờ nhóm lợi ích chính trị địa phương che chở ấy, họ như sống trong những bong ke vậy, không ai dám soi, nên họ tha hồ đánh chén, tham nhũng, ăn cắp mà vẫn lên chức. Nhóm lợi ích Phú Thọ không mạnh và nhân vật nặng ký nhất của nhóm này là Nguyễn Văn Bình, cựu Ủy viên Bộ Chính trị thì đã bị đá văng ra khỏi chính trường. Nên Lê Đức Thọ mất đi bong ke che chở. Thực tế có những hạt giống đỏ đang là thành viên của các nhóm lợi ích chính trị mạnh thì không ai dám động đến. Mạnh nhất hiện nay có thể kể đến là nhóm Nghệ An, kế tiếp là nhóm Hà Tĩnh. Những hạt giống đỏ đang tồn tại trong các nhóm này đều tiến thân rất vững chắc. Ví dụ như bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bà này bị nghi vấn có dính đến vụ thanh toán tại trụ sở Đảng ủy tỉnh Yên Bái vào năm 2016, nhưng chẳng khui ra được, mặc dù rất nhiều mạng đã bị chết lúc đó. Ông Nguyễn Văn Bình, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, được cho là nhân vật đỡ đầu cho Lê Đức Thọ. Hiện nay, Lê Đức Thọ bị bắt, nhưng còn đó cá gọc Nguyễn Văn Bình, Lê Minh Hưng, Nguyễn Văn Thắng, v.v. Những người này được trao quyền sinh, quyền sát trong ngân hàng của đất nước, nhưng họ không làm việc vì lợi ích của đất nước. Ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay tan nát với vụ SCB và còn tiềm ẩn nhiều vụ án khác đang trực chờ, còn lớn hơn cả SCB. Những ông nhọt lớn như thế, bắt đầu từ những con người tài năng thì thiếu thốn nhưng lòng tham thì lại vô biên. Hậu quả là nền kinh tế của Việt Nam bị tan nát, đời sống của hàng trăm triệu người dân Việt Nam kiệt quệ, còn tầng lớp quan tham thì khối tài sản trăm tỷ, ngàn tỷ ngày một lớn hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm D với bản tin tóm Lê Đức Thọ, một hạt giống đỏ ăn ngàn tỷ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm D.